Hello các bạn Mira, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem Tarot trải bài riêng với mình, là số chiêm tinh cá nhân, hoặc học Tarot một kèm một với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học hoặc là Instagram. Và các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, và trải bài của ngày hôm nay là dự đoán tuần mới từ ngày bao nhiêu nhỉ? Hình như mùng 1 tháng 3 đúng không? Đến ngày mùng 7 tháng 3. Nói chung là mình sẽ để cái ngày tháng chính xác ở phần tiêu đề, nên giả sử mình có nói sai thì các bạn thông cảm nhé. Rồi, trải bài ngày hôm nay thì mình vẫn sử dụng những bộ bài trà. Bài trà luôn được mình sử dụng cho dự đoán tuần mới. Và mình cũng, bởi vì mỗi tháng thì mình sẽ mua một bộ bài mới, nên là chắc là sang tháng mình sẽ mua một bộ Oracle. Thì không biết các bạn có recommend gì cho mình không? Bộ Oracle nào đẹp, bộ Oracle nào xinh và trông phong cách nó nhìn nó dễ đọc một chút nhá. Mình thích mấy cái bộ dễ đọc, có sẵn thông điệp ngay trên lá bài, chứ mình không muốn là những cái bộ hơi khó đọc rồi phải tra sách rất là mệt. Đấy, thế thì hôm nay mình sẽ chọn dùng Oracle Nữ Hoàng Mặt Trăng dành cho các bạn. Thì sau khi mà mình rút 7 lá bài trà để xin thông điệp dự đoán tuần mới, thì mình sẽ rút bài Oracle để xin lời khuyên về cái giai đoạn hiện tại dành cho các bạn nhé. Thế nào là giai đoạn hiện tại? Nó sẽ là cái giai đoạn trong tầm khoảng 1 đến 2 tháng, trong cái tính cái tính từ trước ngày mùng 1 tháng 3 và sau ngày mùng 1 tháng 3 chăng? Đấy, tầm như thế, gọi là giai đoạn hiện tại. Thế thì hôm nay cho các bạn chọn tụ thông qua mấy viên đá đi. Tụ 1 là viên đá màu hồng, tụ 2 là viên đá màu trắng trong, và tụ 3 là mấy cái viên đá màu xanh. Tại sao mình lại dùng màu? Bởi vì đây không phải là đá thật đâu nhá, đây là đá nhựa thôi. Rồi, tụ 1, tụ 2, tụ 3. Khi nào mình có đá thật thì mình sẽ dùng tên đá dành cho các bạn. Chắc sắp tới mình sẽ tự sắm cho mình mấy viên đá thật. Sắp tới. Rồi, cách chọn tụ như sau. Các bạn nhắm mắt vào, hít 3 hơi thật sâu. Trong quá trình hít thở, không nghĩ bậy bạ, không nghĩ linh tinh, để cho đầu óc trống rỗng. Sau đó mở mắt ra, chọn lấy cho mình một tụ, một viên đá mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Có thể chọn từ 2 viên trở lên, hoặc thậm chí cả 3 viên nếu mà các bạn có thôi thúc muốn nghe thông điệp của cả ba tụ. Sau đó, sau khi nghe cả ba tụ, các bạn có thể chọn ra tụ mà các bạn cảm thấy có gắn kết nhất, không thành vấn đề. Hoặc một cái cách chọn tụ thứ hai, đấy là các bạn tua. Tua bừa thôi, tua video. Tua đến đâu, trúng tụ nào thì đó chính là cái tụ dành cho các bạn. Mình nhắc lại, tụ 1, tụ 2 và tụ 3 cho câu hỏi dự đoán tuần mới từ mùng 1 tháng 3 đúng không nhỉ? Hôm nay 28 đúng không? Ừ, mùng 1 tháng 3 cho đến mùng 7 tháng 3. Rồi, sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào tụ 1 nhé. Hello các bạn Mira, tụ 1. Các bạn là những người chọn viên đá màu hồng, và mình sẽ để đá của các bạn ở đây, ở cạnh nến. Với trải bài này, đầu tiên sẽ sử dụng bài trà và sẽ rút cho các bạn 7 lá bài trà trước đi. 7 lá bài trà tương ứng với 7 ngày trong tuần nhé. Rồi, 7 lá bài trà tương ứng với 7 ngày trong tuần. Đầu tiên thứ hai, bạn có cái xô bị đổ. Đây là cái thời điểm nên ra khỏi một cái tình huống nào đó hoặc một mối quan hệ nào đó. Đầu tuần mà đã phải rời bỏ rồi thế này. Thứ ba, bạn có cái bàn tập trung hơn vào công việc. Công việc hoặc học tập nhá, dành cho những bạn nào mà đang đi học. Và thứ tư, bạn có mặt trời mọc, những cái ý tưởng mới, những cái cuộc hành trình mới, một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Có vẻ như là ý bài ở đây đang muốn bảo bạn là rời bỏ khỏi cái tình huống nào đó của đầu tuần để tập trung hơn vào công việc và học tập. Thôi được rồi, mình sẽ rút hết rồi mình nói một thể. Thứ năm, cái ngọn giáo, bạn đau tim. Tim bạn đau vì một cái điều gì đó bạn không còn nữa. Đây, chắc là cái điều này này. Thứ sáu, một người đàn ông da tối màu. Thứ bảy, bộ xương, đầu lâu, xương sọ, những cái bí mật ẩn giấu có thể làm hại bạn. Con rùa, chậm chậm tiến về phía trước. Rồi nhá,
Nói chung trải bài này sẽ chia ra làm hai, trải bài của tụ một sẽ chia ra làm hai phần, đấy là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là một phần và 6, 7 chủ nhật là một phần nhá. Trong tuần này của các bạn có hai thứ lớn nhất đáng để lưu ý. Đầu tiên là 2, 3, 4, 5 đi, mình có nói rồi. Đầu tuần bạn có một chuyện gì đó mà bạn cảm thấy là muốn rời khỏi mối quan hệ này, muốn rời khỏi cái tình huống này để tập trung hơn cho công việc. Và cũng trong công việc bạn có những cái khởi đầu mới, ý tưởng mới, hoặc đơn giản là bạn làm mới lại năng lượng trong công việc, học tập nhá, cả công việc cả học tập. Tức là thế này này. Nhưng mà cái nỗi buồn vì sự mất mát, tổn thương này thì nó vẫn còn. Buồn thì buồn nhưng mà vẫn phải tập trung cho công việc, đúng không nào? Và ta không thể nói là vì ta buồn mà ta không đi làm. Nhất là những bạn nào mà sau này ra trường đi làm nhá. Hồi đi học bạn có thể để cho những cái cảm xúc hỗn loạn của bạn làm ảnh hưởng đến việc học. Thì thôi mình cũng không trách các bạn lắm, vì dù sao đấy cũng là đang tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì. Nhưng một khi các bạn đã bước chân vào con đường lao động, đi làm rồi, thì những cái biến cố trong cuộc sống, những thứ khiến cho bạn buồn, bạn không thể lấy nó làm lý do để bạn ngừng làm việc, để bạn tự dưng gọi điện cho sếp: sếp ơi, hôm qua em vừa chia tay người yêu, em không đi làm hôm nay đâu. Đúng không? Bạn không thể nói thế được. Đấy. Thì mình thấy cái năng lượng của bạn trong tuần này, đặc biệt là 4 ngày đầu tuần, có năng lượng xu hướng như thế. Giả sử nhá, mình lấy một cái ví dụ giả sử thôi, bởi vì mỗi người sẽ là một cái câu chuyện khác nhau. Và mình chỉ đang miêu tả cái năng lượng của các bạn thôi. Mình không thể nói kỹ từng tình huống được. Thì một cái tình huống mà mình cảm nhận được từ năng lượng này, đấy là đầu tuần bạn chia tay. Nhưng mà cái chia tay này nó giống như là bạn tự nguyện rời đi hơn là bạn bị chia tay. Bạn bị đá mà giống như là bạn tự nguyện rời đi. Có thể không phải là chia tay mà bạn uncrush người ta thôi. Bạn nhận ra được một số thứ và bạn tự nói với bản thân là thôi thế là đủ rồi, yêu đương gì tầm này. Thôi thế là đủ rồi, mình sẽ không theo đuổi cái người này nữa. Mình muốn tập trung nhiều hơn cho cuộc sống của mình, cho công việc của mình, cho học tập của mình. Và yes, thứ ba, thứ tư bạn tập trung nhiều hơn cho hai cái, cho cái khía cạnh này, học tập, công việc. Khởi đầu mới, ý tưởng mới, hoặc đơn giản là cái tâm thế mới. Có thể trong tháng 2 hoặc là những cái ngày cuối cùng của tháng 2, bạn lo nghĩ hơi bị nhiều cho tình cảm, hoặc là cho cái tình huống này khiến cho bạn bị bỏ bê công việc, bỏ bê học tập. Và bây giờ vì là tháng mới mà, đúng không? Tuần này cũng là cái tuần đầu tiên của tháng 3. Bạn tự bảo bản thân là cố lên, không được để cho cái tình huống này làm ảnh hưởng đến mình nữa. Mình sẽ rời bỏ người này, mình sẽ thôi không nghĩ về người này nữa, và tập trung cho những gì mình cần phải làm trước mắt. Và đó chính là công việc, học tập của bạn. Tuy nhiên thì cái cảm xúc buồn vì rời bỏ tình huống, rời bỏ con người này nó vẫn còn đó. Như mình nói rồi, buồn thì vẫn buồn, khóc thì vẫn khóc, nhưng vẫn phải làm việc, vẫn phải học. Vì đấy là cái cách mà cuộc sống vận hành. Bạn không thể bảo là cảm xúc của tôi buồn quá, tôi nghỉ việc đây yo. Trừ khi bạn làm những cái công việc nó ngành nghề tự do đi. Thế kể cả khi mình đang làm công việc tự do freelancer như mình đây này, nhưng mà mình vẫn có, nhưng mà nếu mà mình đã đặt lịch với khách thì mình sẽ vẫn làm. Mình không thể bảo là hôm nay đã đặt lịch với các bạn khách rồi để xem bài rồi, nhưng vì cảm xúc của mình tiêu cực quá nên thôi mình không làm nữa. Kệ các bạn khách, kệ các bạn ấy cần mình đến như thế nào. Chúng ta không thể sống vô trách nhiệm như thế, đặc biệt là khi các bạn lớn, có tuổi rồi, đúng không? Đấy. Thì đó là cái phần đầu tiên trong tuần này của các bạn tụ một. Đến cái phần thứ hai là 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thì mình thấy ở đây là có thể bạn sẽ phải có chút vấn đề mâu thuẫn. Nó giống như hiểu lầm hơn với một người đàn ông da tối màu. Nhưng theo mình thấy ở đây nhá, chỉ đơn giản là người tối màu thôi, vì cảm nhận được của mình là có thể đây cũng là phụ nữ tối màu nữa. Nghĩa là bạn xem cho mình da ngăm đen đi, cả đàn ông lẫn con gái da hơi ngăm đen một chút. Da thiên về xu hướng ngăm đen, sẽ có chút hiểu lầm với người này. Đấy, mặc dù đến cuối thì vẫn giải quyết được, nhưng mà cái hiểu lầm này tốt nhất là nên, thay vì cãi nhau to, mà nên cùng nhau giải quyết, chậm chậm tiến về phía trước như con rùa. Và bạn, mình lại phải nhắc lại một lần nữa, cái giai đoạn này á, vẫn là cái giai đoạn mà La Hầu và Hỏa Tinh đang trùng tụ tại Kim Ngưu. Và cái giai đoạn này rất dễ dẫn đến những cái cuộc xung đột đổ máu lớn, không đáng có. Và khi mà cái giai đoạn này kết thúc, bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy là
Tại sao ngày xưa mình lại nóng tính thế nhỉ? Tại sao ngày xưa mình lại dễ bị cà khịa thế nhỉ? Cái giai đoạn này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 3. À đâu, 13 tháng 4 chứ. Ừ, 13 tháng 4, kéo dài 6 tuần từ 22 tháng 2 đến 13 tháng 4. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Mình đã làm cái bài viết như thế trên trang Chiêm Tinh Cổ Học rồi. Nên là vì đây là cái kênh vì Tarot nên mình sẽ không đào sâu. Rồi bây giờ mình sẽ rút cho các bạn 3 lá Oracle để xin lời khuyên dành cho các bạn trong giai đoạn này. Chú ý cho mình nhé, giai đoạn này. Một lá bạc văng ra. Sự gọi là tự phản ánh à, tự soi gương à. Nha, soi xét lại bản thân này. Soi xét lại bản thân. Mình nghĩ đây là cái thông điệp dành cho nửa đầu tuần của các bạn đấy. Cái này là trống rỗng rồi. Nói chung là sự không có gì cả, gọi là như thế. Và tiến đến tiếp cận. Ba lá này nó giống như một cái tiến trình, một cái tiến trình thời gian cho cái chuyện của các bạn. Và mình thấy nó muốn, bài muốn tập trung vào cái chuyện nửa đầu tuần của các bạn, khi mà bạn phải rời khỏi một tình huống hay là một cái mối quan hệ nào đó. Trước tiên thì bạn cần có cái sự phản ánh lại bản thân, xem xét lại bản thân, xem là có thật mình muốn cái người này không, mình muốn cái tình huống này không, ở bên cạnh người này có còn khiến cho mình hạnh phúc hay không, hay là ở trong cái công việc này có khiến mình hạnh phúc không, hay chỉ đơn giản là cái việc theo đuổi một người, theo đuổi họ, yêu họ, thích họ, tán tỉnh họ, có còn hợp lý nữa hay không. Không phải mình bảo bạn là tính toán nhá, nhưng đôi khi á, khi bạn ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy nó quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thì đó là lúc bạn nên rời khỏi. Thì bạn nên có cái sự gọi là tự trò chuyện với bản thân xem là bạn còn muốn tiếp tục nữa hay không. Và sau khi trò chuyện xong thì kết quả nó sẽ là trống rỗng. Tức là trống rỗng ở đây nó không phải cái điều gì xấu, mà nó là đơn giản bạn rời khỏi cái tình huống đó. Tình huống đó nó không còn nữa. Mọi thứ trở về với hư không. Đấy, nó hơi giống cái năng lượng là để biến thành một cái phiên bản mới tốt đẹp hơn thì bạn cần phải tự tay giết chết cái con người cũ, cái tư duy tư tưởng cũ. Đúng không nào? Bạn của một năm trước không còn là bạn, không giống với bạn của bây giờ. Bạn của một năm trước bạn đã giết tay, bạn đã tự tay giết chết nó rồi. Nghe thì hơi kinh khủng, nhưng mà nó chỉ đơn giản là ta lột xác, lột bỏ cái con người cũ để đón nhận cái tư tưởng mới vào thôi ấy mà. Đấy, thì cái giai đoạn lột bỏ nó rất là đau khổ. Nó rất là đau khổ, nó rất là kinh khủng. Với một số trường hợp nó thật sự là kinh khủng. Nhưng mà ta cần có những cái giai đoạn này thì ta mới có thể đón nhận được những cái giai đoạn mới. Và cái lá thứ ba là tiếp cận. Bạn đang đi trên cái khinh khí cầu đến gần với cái gì? Đến gần với cái con người mới, với cái tư tưởng mới, đến gần với một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn, một cái phiên bản mới tốt đẹp hơn. Cái sự thay đổi á, nó không chỉ đơn thuần là thay đổi người yêu, thay đổi nhà, thay đổi công việc, thay đổi trường học, môi trường, mà nó còn là cái thay đổi ở bên trong nữa. Và nếu mà bạn nào mà có thể học được cái nghệ thuật của sự thay đổi, bạn ấy không sợ thay đổi và luôn cố gắng thay đổi bản thân trở thành một cái phiên bản mới tốt đẹp hơn, thì mình tin chắc là cái cuộc sống của bạn ấy sẽ rất nhiều trải nghiệm và có rất là nhiều thứ để kể sau này cho con cháu nhá. Rồi đừng bao giờ sợ hãi sự thay đổi. Đấy, đấy là cái lời khuyên cuối cùng chốt hạ dành cho các bạn tụ 1. Thì chắc là mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn tụ 1 có một buổi tối vui vẻ nhé. Bye bye. Hello các bạn Mira tụ 2. Các bạn là những người chọn viên đá màu trắng trong, và mình sẽ để đá của các bạn ở đây cạnh đá của tụ 1. Với trải bài này, đầu tiên là sẽ rút cho các bạn 7 lá bài trà để xem về dự đoán tuần của các bạn từ thứ 2 đến chủ nhật. Theo định nghĩa của mình thì tuần bắt đầu từ thứ hai nhá, nhưng với một số bạn thì tuần bắt đầu từ chủ nhật, kệ các bạn. Như các bạn xem trải bài của mình thì theo định nghĩa của mình. Rồi, thứ hai, các bạn có ngón tay cảnh báo về một cái vấn đề tiềm tàng nào đó có thể xuất hiện trong tương lai. Trong tương lai gần. Thứ ba, bạn có con đại bàng vượt qua được các khó khăn, trở ngại, chướng ngại vật. Thứ tư, các bạn có cú lời khuyên từ một người thông thái. Rồi. Trải bài này là sao đây ta?
Mình sẽ để đá dịch ra đây chút. Ok. Ok. Thứ 5. 2, 3, 4, 5. Lửa. Một cái cảm xúc mãnh liệt. Cảm xúc này có thể là đam mê hoặc là yêu, là ghét, nhưng nhìn chung nó là một cái sự rất mãnh liệt. Rồi. 2, 3, 4, 5, 6. Khóc, buồn, nước mắt. Rồi. 7. Thay đổi cho một thứ gì đấy tốt đẹp hơn. Con bướm. Và chủ nhật, đàn hạc. Cái này là đàn hạc đúng không? Chắc vậy. Một cái hạnh phúc lớn lao. Rồi, ok. Tuần này của các bạn nhá. Nó là một câu chuyện xuyên suốt đấy. Một câu chuyện xuyên suốt mà tuần này nhìn chung là đây điển hình là những cái bạn mà sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Chịu cái ảnh hưởng lớn từ cái sự kiện La Hầu và Hỏa Tinh trùng tụ đây mà. Nói chung mình cũng nhắc đến cái sự kiện này khá là nhiều trong những cái video gần đây của mình, bởi vì cái giai đoạn hiện giờ từ 22 tháng 2 cho đến 13 tháng 4 thì cái sự kiện nó vẫn đang xảy ra nhá. Để biết rõ hơn thì mời các bạn lên trang fanpage Chiêm Tinh Cổ Học của mình, thì mình có nói về cái ảnh hưởng của sự kiện này đến từng cung mọc và từng cung mặt trăng rồi. Thì với các bạn tụ 1 á, à tụ 2 á, trong thứ hai là đã có những cái cảnh báo, những cái dấu hiệu để cho bạn biết là sẽ có một cái sự kiện lớn nó sẽ xảy ra trong tuần này nhá. Và không thay đổi được, mình cảm thấy đây là sự kiện không thay đổi được. Đây là một sự kiện tương đối đau lòng, nhưng mà cần có sự kiện này thì mới vực dậy, thì mới gọi là mới chấm dứt hoàn toàn được cái tình huống xấu hiện tại. Đấy. Bạn thì đã nhận được một số cảnh báo rồi, bản thân bạn cũng đang đón chờ cái sự kiện này nó xảy ra rồi chứ không phải là không nhá. Có những cái dấu hiệu nó xảy đến rồi. Thậm chí là trong 2 ngày tiếp theo, thứ 3 và thứ 4, bạn đã đến tìm đến một cái người thông thái để xin lời khuyên rồi. Tôi nên làm thế nào để chuẩn bị tinh thần cho cái sự kiện này? Bạn có thể tìm đến bạn bè mình, gia đình, thậm chí là tarot reader, tìm đến Thu Anh. Bạn không đặt trải bài riêng thì bạn cũng sẽ xem những cái video của mình để tìm kiếm thông điệp, để tìm kiếm lời khuyên. Ok. Thế mình cảm thấy ở đây bạn vốn biết cái sự kiện nó sẽ xảy ra, sắp xảy ra. Nhưng mà khi nó xảy ra rồi thì vẫn đau lòng thôi. Và đúng, nó có xảy ra, nó là một cái sự kiện mang tính lửa. Nó bùm 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 bùm. Nó sẽ xảy ra vào 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2 ngày này, thứ 5 và thứ 6. Bạn sẽ khóc rất nhiều. Kể cả khi bạn đã chuẩn bị tinh thần rồi, bạn sẽ vẫn rất buồn, vẫn rất khóc. Bởi vì khi nó xảy ra, mình cảm thấy có sự xung đột, cãi nhau. Mặc dù đã lường trước rồi nhưng không thể làm gì được. Cảm xúc, cái cảm xúc nó vẫn ở đấy. Nhưng mà cũng nhờ cái sự lường trước này mà bạn vực dậy cũng rất là nhanh. Và chỉ với 2 ngày tiếp theo thôi, thứ 7, chủ nhật, bạn đã vực dậy được rồi. Mình không nói là bạn vực dậy theo kiểu là một phát dậy được ngay, nhưng mà bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Buồn thì buồn, nhưng mà sẽ có những cái suy nghĩ như là thôi thế là đủ rồi, khóc vậy là đủ rồi, khóc vậy là đủ rồi. Thì một cái ví dụ cho cái trường hợp này nhá, mình thử lấy ví dụ tình yêu nhá, bởi vì mỗi bạn sẽ có một cái câu chuyện khác nhau. Với một số bạn thì cái đây không nhất thiết là cãi nhau vì tình yêu, mà là cãi nhau vì công việc, cãi nhau vì học tập. Được chưa? Đấy. Và nhưng cần có cái sự cãi nhau này, hay cần có cái sự bùng lên này, thì vấn đề mới được giải quyết. Còn nếu không á, thì trước đó bạn sẽ thấy cái cảm xúc của bạn nó cứ âm ỉ, âm ỉ, âm ỉ. Nó cứ âm ỉ, âm ỉ, âm ỉ. Thì đây là cái tình huống mà gió nước tràn ly, nhưng cần phải xảy ra để giải tỏa, để giải thoát. Tức là ví dụ thế này đi, cứ lấy trường hợp là bạn đang crush một người đi, ok? Đấy, và có những cái dấu hiệu xảy ra cho bạn biết là cái người này không coi tình cảm của bạn ra gì đâu. Bạn biết, nhưng mà vì chuyện bạn thích họ đâu thể hết thích trong một sớm đầu một chiều. Cái tình cảm giữa người với người đâu phải là cái thứ mà mình bảo là thôi cứ dừng lại, không có thích nữa, chứ thôi là hết thích. Và nếu mà bạn thật sự có những cái cảm giác như thế với một người thì đấy không phải là thích thật lòng, yêu thật lòng, đúng không? Đúng. Rồi.
Thế bạn có những cái cảnh báo như thế rồi, bạn nhìn ra được từ cái thái độ, hành vi, hành động của họ nó thiếu nhất quán rồi, bạn nghe được những cái câu chuyện không hay từ họ, bạn biết chuyện phải chia ly rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng mà và bạn đầu tuần bạn cũng tìm đến để xin lời khuyên từ tarot, từ bạn bè, tao nên làm gì đây, rồi mọi người cũng đã khuyên bạn rồi, nói chung là về mặt lý thuyết là bạn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng khi cái sự kiện bùng lên, khi mà bạn phải cãi nhau với họ, khi mà bạn phải làm rõ vấn đề với họ, hoặc là đây là cái trường hợp mà yêu xa nhưng phát hiện ra người yêu có bồ, mặc dù vốn đã biết rồi nhưng mà làm thinh bấy lâu nay, nhưng mà đến giờ không thể làm thinh được nữa, và bùm, câu chuyện, mọi chuyện nó sẽ bùm 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 lên vào ngày thứ 5, thứ 6. Với một số bạn là công việc nhá, học tập nhá, buồn thì vẫn buồn, khóc thì vẫn khóc, nhưng mà khóc buồn trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, khóc sưng cả mắt, nhưng mà đến thứ 7 bạn ngủ dậy và bạn bảo thế là đủ rồi, thế là đủ rồi. Mình không thể cứ mãi cứ gặm nhấm cái nỗi đau này được, vì gặm nhấm nó có thay đổi được cái gì đâu, nó không thay đổi được cái gì cả. Mình phải sống tốt hơn, trở thành cái phiên bản tốt hơn của bản thân và tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình. Cái nỗi buồn nó vẫn còn đó, chứ mình không bảo là bạn hoàn toàn hết buồn nhá, chỉ là bạn học cái cách để sống mạnh mẽ hơn thôi. Và cái, và nếu giả sử đây là chia ly đi, người yêu cũ đi, thì các bạn tụ hai đã học được một cái bài học, đấy là cái cách duy nhất, cái cách hay nhất để trả thù người yêu cũ, đó là bạn sống tốt hơn, chứ không phải là bạn đi nói xấu họ, hay là bạn đi dằn mặt họ, hay là cái quái gì cả, mà đó là bạn sống tốt hơn, để rồi bằng một cách nào đó họ sẽ thấy ra bạn thành công hơn trước, xinh đẹp hơn trước, giàu có hơn trước, giỏi giang hơn trước. Có thể họ chẳng quan tâm đâu, ai quan tâm chứ, nhưng mà đấy, đấy, nếu bạn muốn trả thù người khác thì hãy làm theo cách đấy, chứ đừng có làm hại, chứ đừng có làm tổn thương họ. Giúp cho bạn ba lá Oracle để xin cái lời khuyên trong giai đoạn này, bạn có phát triển lớn. Ok, bạn đang trên đà phát triển, mình cảm nhận được cái năng lượng này khá là rõ. Bạn đang trên đà phát triển và sẵn lòng, sẵn sàng học những cái bài học mới. Năng lượng nam tính chủ động rồi, đồng ý, không có ngồi một chỗ và khóc lóc rồi, đồng ý và nở hoa bung bét rồi. Đây chính là cái năng lượng của bạn trong thời gian này. Sẵn lòng mở lòng ra để học, để thay đổi, để hành động. Có thể cái sự kiện bung bét, bùm bùm lửa này xảy đến là do bạn chủ động tìm đến họ để hỏi cho ra lẽ, có thật là mày cắm sừng tao hay không, và bạn hỏi cho ra lẽ, bạn không muốn nhịn nữa. Và trong thời gian tới, khi mà bạn có những cái hành động nhất định, bạn trưởng thành hơn một chút, thì bạn sẽ nở hoa bung bét rồi, tức là bạn sẽ trở thành cái phiên bản tốt hơn của bản thân đấy. Đấy, bạn sẽ xinh đẹp hơn, bạn sẽ thành công hơn, năng lượng của bạn tích cực hơn. Và khi mà năng lượng của bạn tích cực thì bạn sẽ thu hút những cái điều tích cực hơn vào cuộc sống thôi. Thế đôi khi thì thế này này, Hồi còn trẻ hơn đi, ok giờ mình cũng chẳng có già lắm, nhưng mà hồi mình trẻ hơn bây giờ, khi mà những cái sự kiện không vui xảy đến với mình, khi mà công việc không được như ý, khi mình phải bỏ việc, phải nghỉ việc, khi mà mình phải chia tay người yêu, khi mà mình phải kết thúc một mối quan hệ với một người bạn nào đó, lúc đấy thì sẽ thấy rất là buồn, dĩ nhiên ai chả buồn, rồi cảm thấy cuộc sống đen đủi đúng không, không ra đâu vào đâu cả, rồi mọi thứ tình yêu, bạn bè, công việc, rồi tài chính nó không ra đâu vào đâu cả. Nhưng mà bây giờ khi mà mình nghĩ lại những cái quãng thời gian khó khăn mà mình đã từng trải qua, mình cảm thấy mọi thứ nó đều có ý nghĩa, lý do của riêng nó, và vì bởi vì mình cần phải chấm dứt cái điều đó thì cái thứ mới hơn đang chờ mình ở phía trước. Và nói chung mình cảm ơn, mình có thể nói cảm ơn là mình đã bỏ công việc này, hay cảm ơn vì mình đã chia tay người này, bởi vì một cái người tốt hơn dành cho mình đang chờ mình phía trước, một công việc lương cao hơn đang chờ mình đang ở phía trước. Nhưng mà mình của cái thời điểm đó thì không biết, không nhận ra. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đã nhận ra cái xu hướng đó của cuộc sống, một cánh cửa khép lại, tức là cánh cửa khác tốt hơn đang chờ mình ở phía trước, mình không còn sợ tự tay chấm dứt mọi thứ nữa. Khi mình cảm thấy nó không phù hợp, mình không chờ người ta từ bỏ mình trước, mà mình sẽ tự đi trước, bởi mình biết cái cánh cửa này không còn phù hợp nữa.
Đấy. Thì mình cảm thấy là các bạn tụ 2 đang học được cái bài học này. Đang dần dần học được cái bài học này nhá. Thì đấy là trải bài của các bạn tụ 2. Rồi chắc mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn tụ 2 đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Hello các bạn tụ 3, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn Mira tụ 3 là những người chọn túi đá màu xanh. Màu này khá là đẹp đấy. Rồi mình sẽ để túi đá của các bạn ở đây cạnh tụ 1 và tụ 2 nhá. Với trải bài này đầu tiên là mình sẽ rút cho các bạn 7 lá bài trà tương ứng với 7 ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật để xem là sự kiện của các bạn như thế nào. Đầu tiên là thứ hai bạn có cái nơ bạn được đánh giá cao. Đánh giá cao ở đây có thể đánh giá cao trong công việc, trong học tập hoặc là người nhà họ hàng đánh giá cao bạn. Wow, chắc là gia đình. Bởi vì ngay cái lá tiếp theo thứ ba là tổ ấm. Gia đình là thứ gì đó rất quan trọng. Có thể bạn sẽ học được một bài học về gia đình chăng? Hay là bạn nhận ra gia đình quan trọng như thế nào với bạn? Nói chung có cái năng lượng liên quan đến gia đình ở đây. 2, 3, 4 rồi kanguru. Đây là cái khoảng thời gian mà bạn nên lên kế hoạch cho tương lai phía trước. Ok. Thứ 5. Nhẫn. Hôn nhân. Hôn nhân hoặc là trong công việc thì gọi là gì nhỉ? Partner, làm ăn chung, hợp tác làm ăn chung. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Người đàn ông. Mình sẽ rút hết rồi, mình sẽ nói một thể. Thứ 7. Bạn có cái quạt. Party, tiệc tùng rồi. Gọi là yêu đương đấy. Yêu đương lãng mạn đấy. Và chủ nhật. Bạn có con vẹt. Ai đấy đang nói xấu sau lưng bạn hoặc là gọi là tiết lộ những cái bí mật thiên cơ của bạn được thôi. Ok, nói chung thì cái tuần này của các bạn tụ 1 nhá, à nhầm tụ 3 nhá, là một cái tuần mà những cái sự kiện xảy ra nó sẽ không có nặng nề, nó sẽ không nặng nề, không lớn như các bạn tụ 1, tụ 2. Và không biết ở đây có bạn nào đã chọn tụ 1, tụ 2, đã nghe thử cái thông điệp của hai tụ đấy chưa, thì các bạn sẽ thấy là thông điệp của hai tụ đấy nó khá là căng. Những cái thứ nó xảy ra nó hơi mang tính số phận định mệnh một chút, nó buộc phải xảy ra để buộc các bạn ấy phải lớn. Nhưng mà những cái sự kiện xảy đến với các bạn tụ 3, cái thông điệp, cái năng lượng mình cảm nhận được, nó chỉ là một cái tuần bình thường như bao tuần khác. Nó có sự kiện này, sự kiện kia, nhưng mà không đáng kể. Thế tốt hay là xấu? Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ chủ quan của từng người. Với mình thì mình nghĩ thế là tốt thôi, bởi vì nó yên bình. Thế tuần nào cũng có drama thì chết. Thì chết nhá. Nói chung đây là một tuần mà không có drama. Dĩ nhiên là vẫn có sự kiện nhưng mà không lớn. Bạn hiểu cho mình nhá. Những sự kiện mình nói trong tuần này, nó xuất hiện nhưng nó không lớn. Và nó sẽ không mang tính thay đổi cục diện cuộc sống của bạn. Nó giống như là trong trải bài, trong bộ bài tarot chia làm hai phần ẩn chính và ẩn phụ ấy. Thì ẩn chính là những cái câu chuyện mang tính số phận, định mệnh, không thay đổi được, do vũ trụ sắp đặt. Và ẩn phụ là những câu chuyện do mình, vì mình, những mẩu chuyện hàng ngày. Thì năng lượng của bạn là năng lượng của bộ ẩn phụ nhá. Rồi dự đoán tuần thôi mà, có mỗi 7 ngày thôi mà, bạn drama làm gì cơ chứ, đúng không? Rồi những cái câu chuyện của bạn như sau. Xem nào, đầu tiên là hai ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba nhá. Mình nói rồi là cái năng lượng gia đình khá là mạnh. Có thể là bạn làm một cái gì đó mà gia đình ủng hộ bạn, gia đình nghĩ cao về bạn, nghĩ tốt về bạn rồi. Hay là bạn chăm sóc em, chăm sóc bố mẹ, hay có những cái quyết định nào đó. Nói chung là cái mối quan hệ của bạn với gia đình trong hai ngày đầu tuần khá là ổn, khá là ok. Và bạn cảm thấy là cái địa vị của mình trong gia đình, tiếng nói của mình trong gia đình được củng cố nhá. Thì đấy là hai ngày đầu tuần. Đến mấy ngày tiếp theo đi. Mấy ngày tiếp theo mình thấy là năng lượng cũng giống giống nhau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 cái ngày này, 4 ngày ở giữa này, 4, 5, 6, 7. Thì mình thấy ở đây là có thể là bạn đang trong một mối quan hệ với một người mang năng lượng đàn ông nhiều hơn. Mang năng lượng nam tính nhiều hơn. Có thể là đơn giản là bạn là con gái và bạn đang trong một mối quan hệ với con trai, hoặc là bạn con trai nhưng mà cái người yêu của bạn hơi tomboy một chút.
nhá. Thì nhìn chung đang trong một mối quan hệ với người này, mọi thứ thì tốt thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà có thể là bài đang muốn bảo bạn là ok, tốt thì tốt, nhưng hai bạn nên thử nghĩ nhiều hơn về tương lai phía trước xem. Đấy, để xem là hai đứa có muốn có cái gì đấy lâu dài với nhau không. Hoặc là nếu mà hai bạn đang là học sinh thì có thể hai bạn vẫn đang ở trong cái mối quan hệ chỉ là crush thôi. Đấy, thì có thể trong tuần này bạn sẽ bắt đầu có sự cân nhắc là xem có muốn tỏ tình với người này không. Nhất là thời đi học ấy, thì hay ở trong một mối quan hệ là trên tình bạn dưới tình yêu á, đúng không? Suốt ngày nhắn tin với nhau rồi nói chung là kể cho nhau đủ thứ, nhưng lại đếch phải người yêu. Sao không ai dám mở lòng? Hồi đi học hay có mấy mối quan hệ kiểu như thế. Sau mỗi lần nghĩ lại thì cảm thấy rất là tiếc về cái thời, cái những cái mối quan hệ trong sáng như vậy. Trong sáng. Ok. Còn bây giờ đang có người yêu rồi, giả sử bạn đi làm rồi, bạn có một anh người yêu hoặc là một cô người yêu hơi nam tính, yêu nhau được cũng mấy năm rồi, và trong tuần này bạn bắt đầu có những cái suy nghĩ là muốn lâu dài với họ, muốn cam kết với họ. Đấy, và những bạn nào đang độc thân nhá, thì như mình nói rồi, cái lá nhẫn này này, nó không chỉ nói về tình yêu mà nói về cái đối tác làm ăn. Thì có thể với những bạn là đang trong công việc, nói về công việc là trong tuần này bạn sẽ cân nhắc về việc làm ăn lâu dài với ai đấy, hoặc cân nhắc về việc ký hợp đồng với công ty nào đó. Nói chung ạ, cái năng lượng chung là bạn bắt đầu có sự cân nhắc làm một cái gì đấy lâu dài với một ai đó, bạn bè, người yêu, người thương, công ty, ký kết hợp đồng. Ok. Đấy. Thì bởi vì bạn mới đang nghĩ thôi, bạn mới đang dừng ở mức nghĩ, chưa hành động, thế nên là trải bài nó vẫn chiêu chiêu, và vì thế nó bình yên là vì thế, vì bạn vẫn chưa hành động. Có thể sang tuần hành động hoặc sang tuần sau nữa, mình không biết nha. Và ngày cuối cùng, ngày chủ nhật, thì chú ý cho mình là có ai cái có thể sẽ tiết lộ bí mật của bạn, hoặc là nói xấu sau lưng bạn, làm một cái gì đấy sau lưng bạn. Tránh thì chả tránh được, vì người ta nói xấu là quyền và của người ta thôi mà, đúng không? Đấy, thì cái ảnh hưởng duy nhất thì mình cũng đã nói trong hai cái tụ kia rồi, và nói nhiều trong mấy cái video gần đây của mình. Đấy là chúng ta đang trải qua cái giai đoạn từ 22 tháng 2 đến 13 tháng 4 là giai đoạn hỏa tinh trùng tụ với La Hầu trên bầu trời. Và cái giai đoạn này nó sẽ có nhiều cái sự kiện khiến cho chúng ta phải phát điên. Tự dưng đang yên đang lành bị cả khịa. Thì tuần này của các bạn tụ 3 khá là yên bình so với hai tụ còn lại, nhưng mà vẫn ảnh hưởng ít nhiều bởi cái giai đoạn, cái sự kiện trên bầu trời đó. Và bạn ảnh hưởng là bạn bị nói xấu sau lưng. Nhưng mà mình nghĩ là nói xấu này nó nhẹ mà, vì cái năng lượng chung của các bạn tụ ba nó là nhẹ, nó là ẩn phụ, nên dù bị nói xấu nó vẫn là nhẹ. Nói xấu nhưng mà biết thế nó cũng chẳng làm gì được mình. Nghĩa là tự dưng bạn nghe được một cái thông tin nói xấu là mà từ đứa bạn thân của mình, con A nó hay chê bai mày đấy, nó bảo là mày dạo này mặc cái áo xấu thế. Ồ ok, biết thế, tao mặc áo xấu rồi thì sao? Nghe thì cũng phát điên đấy, nhưng mà cái lời nói xấu của người ta không làm gì được mình cả. Nhá. Thật ra thì mọi lời nói xấu đều không làm gì được mình cả. Biết thế. Rồi, rút cho bạn ba lá để xin lời khuyên trong giai đoạn này. Bạn có purify, rồi chữa lành, rồi thanh lọc bản thân. Các bạn nghe thấy tiếng nến nó có hơi bị to quá không? Bóng tối, u ám, phía trước tối như tiền đồ chị rộng. Và buông bỏ. Rồi. Không biết có phải là vì cái năng lượng của bạn hay không? Tức là có thể thôi, một trong những cái lý do mà tại sao cuộc sống của bạn nó yên bình, nó không có gì đáng để nói, là bởi vì thật ra bạn vẫn đang ở trong một cái vùng an toàn. Bạn đang ở trong một vùng an toàn. Nhá. Có những thứ bạn muốn làm, có những thứ bạn muốn thay đổi, muốn thực hiện nhưng mà chưa thực hiện, chưa làm. Thì với ba cái lá này mình thấy á, thật ra thì cũng chưa đến mức là sẽ sắp bị vũ trụ đá đít đâu. Bạn vẫn còn một thời gian dài để làm sao nhỉ, để ăn cảnh báo từ vũ trụ đấy, chưa đến mức là bị đá đít đâu. Nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục cái kiểu yên bình như thế này thời gian lâu quá thì sớm hay muộn cũng bị đá đít thôi. Nhưng mà cứ cho là thế này này,
Có một số người thì sắp bị đá đít, tầm khoảng 1-2 tháng nữa họ bị đá. Còn với các bạn thì chắc là còn lâu, còn chiêu chiêu tầm 1 năm 2 năm nữa mới bị đá. 1 năm 2 năm nữa đấy, thời gian còn dài. Nên là cứ chơi đi đúng không? Đang lại suy nghĩ thế. Thôi thời gian còn dài, chiêu đi chơi đi. Nhưng mà đến khi nhìn lại 1-2 năm đấy cũng là 1-2 năm cuộc đời. Tự dưng tốn 1-2 năm cuộc đời chả làm được cái tích sự gì. Đấy. Thì với cái trải bài này mình thấy nhá, bạn nên cân nhắc lại một chút về cuộc sống của bạn, những thứ mà bạn đang làm. Ok, trải bài này yên bình thì yên bình thật, nhưng mình cảm thấy là vẫn có những thứ cần nên cần cân nhắc và thay đổi. Thanh lọc bản thân, thanh lọc các mối quan hệ, thanh lọc công việc, thanh lọc những cái thứ toxic trong cuộc sống, buông bỏ những thứ toxic. Bởi vì bạn biết mà, những cái thứ mà bạn đang, một số cái khía cạnh trong cuộc sống của bạn nhé, tiếp tục với họ hoặc tiếp tục cái tình cảnh này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả. Tối như tiền đổ chỉ rộng. Nên mình muốn bạn cân nhắc lại một số cái khía cạnh đấy trong cuộc đời của bạn, để buông bỏ nó và để thanh lọc bản thân. Đó, có thể tiếp tục thì vẫn tiếp tục được, nhưng mà mình cảnh báo rồi, nó sẽ không kéo dài mãi. Rồi sẽ sớm hay muộn bị vũ trụ đá đi thôi. Nhưng mà chẳng nhẽ ta lại bảo là sớm hay muộn bị vũ trụ đá đi thôi, đến lúc đấy hẵng hay, còn bây giờ cứ chơi đi. Ok tùy. Ok sao cũng được tùy. Nhưng cá nhân mình thì mình luôn muốn sống một cuộc sống chủ động, tự mình thay đổi, và thấy nó không ổn thì sẽ tự mình thay đổi, chứ không chờ để bị đá đít rồi, để đau đớn rồi, để tự đẩy mình vào cái hoàn cảnh bị động. Và sống theo cái tâm thế như thế nó hơi theo cái kiểu là để cho dòng đời xô đẩy á, đến đâu thì đến á. Mình, cá nhân mình thì không thích cái thái độ sống thế lắm. Nhưng mà dĩ nhiên đây là cuộc sống của bạn, bạn muốn làm gì thì làm, ok fine. Ok fine, nhưng mà để đến lúc bị đá đi rồi thì đừng phàn nàn là tại sao tôi lại khổ thế này nhá. Ok, chắc mình sẽ dừng cái trải bài các bạn tụ ba tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn tụ ba đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ ạ.